Cara, vem curva. Chắc xong anh em mình đi chợ á. Lấy cầu lông ra về công viên chơi xíu rồi đi chợ giúp. Ra ngay sân mình chơi được. Trong này củ có cho sắc cái thịt có gì ngon. Mình đã tìm đồng phương hết chưa? Chắc chắn. Sẵn mặt ạ, nó không nói ăn không? Không. Sắp cái đầu muốn sắp thành thành phẩm cực đẹp luôn. Anh đảm bảo cái đầu của chú đẹp nhất công ty luôn. Lạ đẹp. Lạ luôn mà lạ. Đẹp không? Đẹp mà. Dạ không hay để ý. Để ý không? Không dạ không để ý hay. Cùng con đơ để làm cái này cho nó thưa đi bớt. Kéo nơi cùn bắn. Những ngọt mà. Cắt thống thì bắn đồ với nó. Cắt kiểu này nó mát nhiều quá, cắt lần trước anh cắt lần trước nó hơi dày quá. Ôi, cái gì mai các bạn đẹp. Đảm bảo không đẹp không được kiểu.
được học cả. Cắt cho bao nhiêu cái đầu rồi chúng tôi cũng biết anh toàn cứ cắt cho anh chỉ có mỗi sau gáy ra này sau gáy chỉ có chỗ đéo cho nó vuông thôi còn tóc tai còn sau gáy cắt được luôn chỉ cắt cắt mà anh ai ngại cắt sợ bị xéo bị méo rồi và phải thử lúc đầu anh sợ lắm vuông nó kỹ tính rồi chỉ là nó cần đang có người yêu nên phải cắt thật đẹp ý là không được phép xảy ra lỗi nhưng mấy ông có vợ rồi đảm bảo cũng phải bảo anh Tuấn bỏ cắt kiểu đầu này đẹp luôn bỏ kiểu là cưa bỏ cái mai rồi cưa bớt đi ngồi xong ngồi lấy chú 500 yên đang em rồi đây chú 500 yên có bạn bè giới thiệu thì miễn phí ok ok nay làm thêm dịch vụ mới nha anh em Good. Sure.